Hôm nay đồng chí Thao xin cô gái hay review cho bạn một đôi nhá. Đôi này nó là dạng họ nhà Uyên Ương nhưng mà nó màu đen. Đấy, màu đen với màu vàng. Ừ. Đít màu đỏ. Chia sẻ cho các bạn một đôi chuẩn chỉ luôn. Đấy, ăn hoa quả, ăn cám. Đó. Rất đẹp. Rất đẹp luôn, bạn nào kết đôi này mình để cho cả đôi luôn. Tập bẫy cả đôi đẹp luôn. Nhờ. Kêu rất lạ, âm thanh rất lạ luôn. Đây là bạn nào thích sưu tập AV thì nghiên cứu đôi này nhá. Mỏ khoăm. Mỏ khoăm luôn. Đấy. Các bạn nhìn kỹ chưa? Một con yếm yếm đen, một con yếm không đen này. Một đôi đẹp luôn. Đấy. Con này thì ăn như con Yên Ương các bạn nhé. Nó ăn cả cám, ăn cả thịt, ăn cả côn trùng, ăn cả hoa quả. Bạn nào mà có lồng AV thì thả đôi này vào rất đẹp. Nó nhanh thuần lắm. Con này ngoài thiên nhiên hình như nó ăn nhiều thịt ấy. Mỏ nó rất là trù như kiểu mỏ chim sẻ mà nó cứng, mà nó xé thịt nhiều. Cái dòng này khả năng là mình cũng chả biết nó là cái tên gì cả, nhưng mà thôi, mắc lưới mắc bẫy thì anh em để lại, thì để lại cho anh em chơi. Đấy các bạn nhìn này, mặt mũi tướng tá hình hài như vậy. Đó, em chia sẻ review cho các bác có thể cảm nhận phần nào cái hình này. Đó, hình ảnh tướng tá của nó. Đuôi rất dài, chim rất là lạ. Hôm nay ăn cám, ăn hoa quả rất là thuần rồi các bạn nhé. Đấy, buồn nó kêu như kiểu là ấy á, cứ có người vào là nó kêu. Ngoài này nếu bạn nào có cái lồng AV ở góc sân á, nuôi vừa ngắm vừa lạ, vừa siêu tập lại vừa là trông nhà được. Đấy, số điện thoại của em là 033 5305982. Đó.